chào quý nhà đầu tư, sau đây chúng ta hãy cùng cập nhật tình hình giao dịch trong ngày thứ nhất của tuần này. Chứng khoán Mỹ đã khởi sắc vào ngày thứ năm nhờ sự thúc đẩy bởi nhóm cổ phiếu công nghệ đã liên tục tăng điểm trong thời gian gần đây. Trong khi đó thì cổ phiếu các ngân hàng địa phương đã sụt giảm khi chính quyền Mỹ đã đề xuất các biện pháp chặt chẽ hơn nhằm vào nhóm ngân hàng có quy mô vừa mà không cần thông qua quốc hội. Điều này để giúp giảm thiểu rủi ro cho toàn bộ hệ thống ngân hàng. Chỉ còn một ngày nữa là kết thúc quý đầu tiên của năm 2023 và lĩnh vực công nghệ đã tăng khoảng 20%. Bên cạnh đó thì dẫn đầu mức tăng trưởng của thị trường còn có nhóm dịch vụ truyền thông đã ghi nhận mức tăng khoảng 18%. Một thông tin quan trọng trong ngày 31 đó là chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 của Mỹ sẽ được công bố vào tối nay theo giờ Việt Nam. Liệu lạm phát đã hạ nhiệt hay chưa khi mà chỉ số giá tiêu dùng đã tăng mạnh trong tháng 1? Còn đối với thị trường trong nước thì hôm nay là phiên giao dịch cuối cùng của tháng và cũng đã khép lại quý đầu tiên của năm 2023. VN Index đã bất ngờ tăng mạnh vào cuối phiên sau suốt một ngày giao dịch giằng co. Chỉ số VN Index đã đóng cửa mức 1.064,64 điểm, tức là tăng 5,2 điểm, tương đương với 0,49%. Trong khi đó thì chỉ số VN30 đã tiến thêm 6,44 điểm, tương đương với 0,6%, lên mốc 1.073,68 điểm. Số ngành tăng điểm áp đảo số ngành giảm điểm. Trong đó thì hóa chất là ngành có tín hiệu tích cực nhất phiên ngày hôm nay với mức tăng 2,17%, chủ yếu đóng góp bởi hai cổ phiếu bất động sản và cao su là GVR và PHR. Ở chiều ngược lại thì bán lẻ tiếp tục là ngành có mức giảm mạnh nhất khi chuỗi lao dốc của FRT vẫn chưa chấm dứt và MSN cũng đã ghi nhận sự sụt giảm. Hôm nay tiếp tục là một phiên thị trường giao dịch trong biên độ hẹp. Trên khung thời gian tuần thì đồ thị kỹ thuật của VN Index cho thấy một tuần tương đối tích cực khi chỉ số đã thoát kênh giảm điểm ngắn hạn và đóng cửa vượt lên trên mức đường trung bình giá 10 tuần, tương đương với 1.060 điểm. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nhận định ở các bản tin trước, thị trường vẫn cần phiên xác nhận sau khi đã thoát khỏi kênh giảm giá và mọi xu hướng đều chưa rõ ràng khi kết quả kinh doanh quý 1 chưa được công bố. Bộ đôi cổ phiếu họ nhà Vin là VHM và VIX dẫn đà tăng điểm của VN Index. Hôm nay đã là phiên thứ 2 liên tiếp Vinhome dẫn dắt VN Index với thanh khoản của cổ phiếu này cũng tăng lên tương đối. Ngành ngân hàng phân hóa khi TCB, HDB, ACB và VBB đóng góp trong top 10 cổ phiếu có sự ảnh hưởng lớn nhất đến chiều tăng điểm của VN Index, thì Vietcombank lại là cổ phiếu dẫn đầu đà giảm và gây áp lực lên thị trường chung. Bên cạnh đó thì BIDV và MB Bank đã khởi đầu phiên tăng mạnh và kết thúc phiên suy yếu và lùi về tham chiếu. Khối ngoại hôm nay đã đảo chiều mua ròng về cuối phiên với giá trị mua ròng hơn 163 tỷ đồng, tập trung ở HPG với giá trị hơn 90 tỷ đồng, Vinhome hơn 72 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại thì STB tiếp tục bị bán ròng với giá trị hơn 103 tỷ đồng. Đối với thị trường phái sinh thì khối lượng giao dịch đã tiếp tục hồi phục nhẹ so với phiên trước, lên mức là 306.000 hợp đồng. Số lượng hợp đồng mở mới được nắm giữ qua đêm đã tăng mạnh lên 68.000 hợp đồng. Trong phiên ngày hôm nay thì nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 328 hợp đồng với 3.789 hợp đồng long và 4.117 hợp đồng short, duy trì số vị thế long ròng vào khoảng gần 26.000 hợp đồng. Kết thúc phiên thì VN30 F1M đã đóng cửa mức 1.066 điểm, tức là tăng 1,5 điểm so với phiên trước đó. Chuyển sang phần tin trong nước thì chúng tôi xin gửi tới quý vị thông tin quan trọng và mới nhất trong ngày hôm nay. Đó là chiều ngày 31 tháng 3 thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng trong quý 1 năm 2023. Trong đó đáng chú ý là Ngân hàng Nhà nước cho biết đến ngày 28 tháng 3, tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng 2,06% so với cuối năm 2022, tức là tăng 11,7% so với cùng kỳ. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên là động lực tăng trưởng theo chủ trương của chính phủ. Bên cạnh đó, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng cho biết, tháng 2 thì Ngân hàng Nhà nước đã phân bổ hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại. Tuy tín dụng những tháng đầu năm tăng chậm, thì Ngân hàng Nhà nước tự tính toán rằng tín dụng trong năm nay sẽ vẫn tăng khoảng 14-15%. Room tín dụng đã không còn là vấn đề, hiện câu chuyện tín dụng lúc này lại là điều kiện vay vốn và nhu cầu tín dụng của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một thông tin cũng rất quan trọng được Phó Thống đốc tiết lộ đó là trong 1-2 ngày tới sẽ có văn bản chính thức về việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ dành cho nhà ở xã hội. Bên cạnh đó thì sáng ngày hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có báo cáo tại cuộc họp giao ban quý 1 năm 2023. Trong đó thì ông Bùi Quang Thái, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư thông tin rằng tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, Bộ Giao thông và Vận tải đã giải ngân khoảng 17.000 tỷ đồng, tức là đạt hơn 18% kế hoạch cả năm, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái đạt khoảng 14%. Cũng theo ông thì giá trị giải ngân 3 tháng đầu năm đã tập trung ở các dự án cao tốc Bắc Nam với giá trị là 11.198 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 80% giá trị giải ngân của cả Bộ Giao thông Vận tải.
Đối với phần tin quốc tế thì thông tin nóng nhất ngày hôm nay là việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố sau cuộc điều tra về khoản tiền bịt miệng trả cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels. Theo Reuters thì điều này đã khiến cho ông Donald Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc hình sự, ngay cả khi ông đang thực hiện một cuộc chạy đua khác nhằm trở lại Nhà Trắng. Dù không đưa được ra bằng chứng nhưng ông Trump cho rằng mình vô tội và nói rằng đây là cáo buộc bức hại chính trị và can thiệp bầu cử ở mức độ cao nhất trong lịch sử. Bên cạnh đó thì ông Trump cũng kêu gọi những người ủng hộ cung cấp tài chính cho hoạt động bảo vệ pháp lý. Quý vị hãy like và subscribe kênh YouTube của Pi Tree để cập nhật thêm nhiều thông tin thiết thực và thú vị về thị trường chứng khoán nhé.